Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi có một vị khách quý từ phương xa là anh Phong Nguyễn từ Tampa. Xin chào anh ạ. À, xin chào anh Quốc Thiên. Vâng, thì quý vị trong thời gian qua cũng có nhiều cái tin tức và nhiều cái luồng dư luận trái chiều về vấn đề mà Việt Nam chống Covid-19 đó. Thì có những giai đoạn, những thời điểm khác nhau như là đợt dịch số 1 và đợt dịch số 2, số 3, số 4. Thì có người cho rằng là Việt Nam chống dịch tốt, có người thì cho rằng Việt Nam chống dịch tệ, coi như là không đúng theo những cái phương pháp mà thế giới áp dụng. Thì anh là một người mà theo dõi tin tức Việt Nam rất thường xuyên. Thì xin anh cho cái góc nhìn về việc mà Việt Nam chống dịch Covid-19 từ trước tới nay ra thế nào thưa anh? À, vâng, thì cái này mình phải xác định là nó cái đại dịch toàn cầu. Cái đại dịch toàn cầu thì đối với cái chuyện mà chống dịch ở Việt Nam, cái giai đoạn đầu đối với cái chủng bình thường thì Việt Nam làm cũng khá tốt, tại vì thời gian đó tôi đang ở Việt Nam mà. Thì làm khá tốt, thì tới đợt 2, đợt 3 vẫn tốt, cho đến đợt thứ 4 này thì cái chủng Delta mới đó, thì nó hầu như là cái hậu quả thì đất nước nào cũng lãnh hết. Nhưng mà thật ra cái chuyện chống dịch đó nó là một cái vấn đề, là nó là một cái vấn đề bất nguyên tắc, nó đâu có nguyên tắc nào đâu. Mỗi quốc gia nó lại khác nhau nữa, cái đặc cái hình thái xã hội, cái cách sống, cái đặc thù của mỗi nơi nó khác nhau hết, không có cái nước nào như nào, một thật ra nó cũng chẳng có nguyên tắc gì cả. Đâm ra nó cũng vẫn có sự bối rối nhất định, ở đâu cũng phải có cái sự bối rối nhất định, mình không nói ai dở. Nó tùy cái kiểu chống dịch của Việt Nam theo lối Việt Nam, chống dịch của Mỹ theo lối của Mỹ, chứ không có đem cái này mà so cái kia, tại sao không lấy mô hình này, tại sao không lấy mô hình kia. Mỗi đất nước đều có cái sinh hoạt khác nhau hết, mà tôi đã nói cái chuyện này từ nhiều lần rồi. Thì riêng cái đặc thù Việt Nam á, là cái dân số quá đông, ở các thành phố lớn thì nó quá đông đúc, dân cư quá đông đúc đó, nên tôi nói là phải giữ gìn cho thật tốt ngay từ đầu. Nhưng mà làm sao mà giữ nổi, thì đến cái chủng Delta, cái sức tàn phá nó khá là mạnh, nên thật ra Việt Nam cũng như nó cũng gần như các nước Indo, Mã Lai, với cái mật độ dân số các thành phố nó quá dày, nên mà làm gì có cái nguyên tắc chống dịch, không có cái nguyên tắc nào cả. Cái sự bối rối của chính phủ Việt Nam là đương nhiên, tất nhiên sai thì sửa thôi, chứ bây giờ mình đưa ra một cái nguyên tắc mà cứ nhắc thì cũng đúng lắm đó. Thì có đôi lúc có hơi có những cái chệch choạc, mình phải công nhận gì ở chỗ nào cũng có cả. Và bây giờ nói về cái hậu quả để lại thì Việt Nam thì dầu gì nó cũng ở một cái mức độ không đến nỗi gì quá trầm trọng như Mã Lai, như thí dụ như Mã Lai, anh thấy không, cái dân số họ đâu có nhiều đâu đó, nhưng mà cái hậu quả họ còn nặng hơn Việt Nam nữa. Nên tôi thấy là với cái kiểu chống dịch ở Việt Nam, tôi thấy là toàn xã hội vào cuộc. Nhưng mà nó cũng đôi lúc mình cũng phải chấp nhận có những cái mà từ cái cấp dưới họ làm không họ suy nghĩ về một cái quyết định của ở trên đưa xuống, đôi lúc họ cũng không thấu đáo lắm, do con người thực hiện nó hơi chệch choạc một chút, cộng lại với cái thành phố Sài Gòn đó là một cái nơi mà dân nhập cư khá đông luôn đó. Nên những cái hẻm, những cái khu nhà trọ, cái người dân họ sống gần nhau quá gần nhau. Nên ở Việt Nam thật ra cái chống dịch nó quá khó so với Mỹ, nó quá khó đi. Nên họ có những cái biện pháp là cần phải cách ly, chứ không có thể để mà cho trà trộn ở trong dân. Thì nói chung là cái đặc thù mỗi chỗ nó đều khác nhau hết, không có một mô hình nào hết, mà cũng chẳng có nguyên tắc nào hết. Tới đâu tính tới đó. Thì bây giờ nói kết quả hiện tại thì bây giờ đã khá hơn nhiều. Bây giờ ca nhiễm phải nói là trên chiều hướng giảm rất mạnh. Bây giờ Sài Gòn chỉ còn một ngày chỉ còn ngàn mấy ca thôi. Số người chết cũng giảm rất nhiều, và đồng thời cái tỷ lệ vaccine cũng đã được chích cũng khá cao đó anh. Cũng khá cao rồi đó. Ngay cả Sài Gòn tôi gọi giờ hầu như ai cũng chích được 2 mũi rồi. Thì từ từ, tất nhiên chính phủ Việt Nam cũng rất là thận trọng, mở từng phần. Mở phải có một cái lộ trình hẳn hoi, chứ không mở toàn một lúc, nó quay trở lại là mệt lắm. Nên tôi thấy là cái chiều hướng tương lai hoặc cái ngày tháng sắp tới thì tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn, và từ từ cái sinh hoạt nó trở lại bình thường, với điều kiện là người dân Việt Nam phải đạt đến khoảng 70% được tiêm vaccine. Thì tôi nghĩ là cái chiều hướng tích cực tốt hơn, nó sẽ sắp tới nó sẽ đi đến cái giai đoạn là bình thường. Và tất nhiên là
mang tiếng bình thường mới là gì? Là mình chấp nhận sống chung. Chấp nhận những sống chung, chứ nói chuyện mà COVID này mà nói triệt để thì cũng chẳng có nước nào triệt để nổi. Đây, thì mình như vậy là được rồi, cộng với một cái thái độ của người dân đối với cái bệnh dịch. Đó, đối với cái nguyên tắc, thí dụ như vừa rồi, anh thấy rồi, vừa rồi, ở Mỹ nó nói chuyện cái khẩu trang thôi. Nó quá mệt mỏi, bàn tới bàn lui, bàn tới bàn lui. Mà bây giờ, ngay bây giờ, tôi thấy cái ý thức mang khẩu trang khá cao ngay tại Mỹ. Anh biết bữa tôi tới phi trường Tampa, tôi ở phi trường Tampa, họ ghi luôn, buộc phải mang mask, không mang khẩu trang phạt 500 đô, ghi thẳng luôn. Đây, phi trường Tampa. Sợ 500 đô. Ở phi trường Tampa, ghi rõ ràng là phạt 500 đô, mà tôi thấy mọi người đều mang khẩu trang. Đây, thì nói chung, bây giờ tất cả đều phải sống chung với COVID thôi, ở đâu cũng vậy. Và cộng với những cái biện pháp, và cái ý thức cũng như cái thái độ của mỗi từng con người với cái bệnh dịch này, thì có thể là Việt Nam mà không chế dần và tương lai sẽ được mở cửa một cách bình thường. Sau khi có những chuyến bay thương mại qua lại bình thường, thì tôi nghĩ là kinh tế sẽ bắt đầu hồi phục. Thì anh biết rồi, qua cái trình dịch vừa rồi, cái thiệt hại kinh tế rất là lớn đó, rất là lớn, mấy chục ngàn doanh nghiệp đóng cửa mà bây giờ lục đục bắt đầu họ mở cửa lại, công nhân là bắt đầu khi mà chạy đi, bây giờ bắt đầu quay về lại, thì hoạt động kinh tế nó sẽ, thì tôi nói là trong cái có đôi lúc mình nghĩ là trong cái nguy nó có cái cơ anh. Anh vừa có cái nguy có cái cơ, nếu anh biết tận dụng thì sau tôi nghĩ với cái năng nổ cũng như là cái con người mà Việt Nam á, họ năng động, họ chịu khó làm việc, thì tôi nghĩ là khi kinh tế mà khi mà đất nước mở cửa, thì tôi nghĩ cái nhìn kinh tế nó giống như là một cái lò xo nó bị đè nén đó, nó sẽ có một cái độ bung ra nhất định, thì tôi tin vào điều đó, và tôi tin cái tương lai thì nó sẽ tốt đẹp, và mình sống và chấp nhận sống chung như COVID. Trở lại với anh Thiên. Vâng, chúng ta xin nói rõ là có một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị khán thính giả. Thứ nhất là Việt Nam hiện nay số ca nhiễm tổng số lên tới hơn 850.000 ca nhiễm, và số tử vong là trên 20.000 mấy trăm ca đã tử vong. Thì đó là cái cơn mà đại dịch lần thứ tư gây ra những cái tác hại rất trầm trọng. Còn con số mà chích vaccine thì toàn quốc Việt Nam là khoảng 54% được chích vaccine, hai mũi là 16% thì quý vị, và một mũi là tổng cộng là 54% dân số. Tổng số vaccine mà Việt Nam có được cho tới thời điểm hôm nay là trên 86 triệu liều vaccine trong tổng số 97 triệu dân. Và con số mà ở những cái thành phố lớn mà tập trung để phòng chống dịch thì trên 18 tuổi Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn đó là chích trên 95% thưa quý vị, là ít nhất là một mũi. Có thể nói là với cái tốc độ Việt Nam chích từ 800.000 liều cho tới trên một liều một ngày, thì Việt Nam đã có những cái biện pháp rốt ráo chích cho vaccine khá là nhanh chóng. Ở đây thì khi mà nói về việc phòng chống COVID-19, chúng ta phải nói tới hai cái thành phần và hai cái yếu tố. Thứ nhất là thành phần chính quyền, và cái thứ hai là thành phần người dân. Chính quyền có làm tốt nhưng mà người dân không chấp hành thì cũng vô ích. Đúng rồi. Ở Mỹ này đặc biệt chúng ta thấy rất rõ là cái người dân có một số thành phần họ chống đối, họ không đeo khẩu trang, họ không thèm chích vaccine, rất là coi như là ngoan cố, và thậm chí có những người tuyên truyền là chích vaccine càng nhiều thì càng chết nhiều. Chẳng hạn như vậy, hoặc là đeo khẩu trang nhiều thì quý vị sẽ bị ngộp thở và sẽ càng dẫn tới chích lẹ hơn. Nói chung là đấy. Còn ở đất nước Việt Nam thì nói chung chúng ta thấy rất rõ, ở những thành phố mà mật độ dân số nó cao thì cái con số tử vong và con số nhiễm COVID nó rất nặng nề. Và chúng ta cũng biết là những như là WHO là cơ quan y tế của thế giới cũng đưa ra cái khoảng cách 2 mét, nhưng mà chúng ta biết ở những thành phố lớn như Sài Gòn hay là Hà Nội, ở những cái khu phố cổ chẳng hạn như vậy, thì không thể nào mà khoảng cách 2 mét được, do đó nó lây nhiễm rất nặng. Thì người dân họ có khi là, xin thưa quý vị, là không có quê để về,
ví dụ như dân Sài Gòn, sinh ở Sài Gòn, sống ở Sài Gòn thì không biết chạy đi đâu, thưa quý vị. Còn những người mà nhập cư thì họ lại có những cái cơ hội là họ đi đi về quê. Thì đó là cái lý do mà có trên 1.300.000 người đã rời các thành phố lớn và đi về quê. Dù sao thì ở quê thì cũng dễ sống hơn ở trên các thành phố lớn, đặc biệt là trong cái mùa Covid-19 này thì rất nặng nề, có thể thất nghiệp hàng mấy tháng trời và không có lương, không có tiền, không có đủ tiền trả tiền nhà, tiền phòng, rất là khổ, thưa quý vị. Chúng tôi sống ở đâu cũng vậy, ở Hoa Kỳ cũng có thời gian cũng rất khổ, cũng bị cách ly phong tỏa, cũng bị đủ thứ hết, và không quốc gia nào giống quốc gia nào hết. Và cũng nói là quốc gia Hoa Kỳ thì chết hơn 700.000 nhân mạng, 714.000 đó, yeah, thì thảm thiết lắm. Thành ra cũng không có gọi là so sánh nơi này nơi kia, vì nơi nào nó cũng có một cái một cái khó khăn riêng nhất định của nó. Còn về cái vấn đề kinh tế thì chúng tôi cũng xin chia sẻ là kinh tế Việt Nam cũng bị thiệt hại rất nặng. Và trong cái những tháng vừa qua, tức là cái quý 3 đó, kinh tế Việt Nam âm trừ 6,4%, xin thưa là bị tụt lùi âm 6,4%. Tổng cái tăng trưởng của Việt Nam trong 2021 này đó được dự đoán đó là trong cái tầm 2,91% cho đến 3%, tức là vẫn là dương, vẫn là những cái nhà máy, xin thưa là ở Bình Dương, ở các tỉnh đó bắt đầu đã sản xuất trở lại và tăng tốc lên để mà chắc là anh Thiên thấy là bây giờ tầm cái việc này thì chủ yếu là cái thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai bị nặng, nhưng mà các cái khu công nghiệp ở ngoài Bắc á, vẫn an toàn, người ta vẫn sản xuất tốt. Ví dụ Bắc Ninh, Bắc Giang ngày nọ họ vẫn sản xuất được tốt, nên cái hậu quả nặng nề là chỉ có khu vực phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, chứ khu vực phía Bắc họ vẫn hoạt động bình thường anh. Các khu công nghiệp vẫn hoạt động tốt đó, nên nó cũng không đến nỗi nè. Ở ngoài mà tôi cảm giác là ở phía Bắc họ có vẻ như là họ chấp hành tốt hơn, chấp hành tốt hơn, cái ý thức có vẻ là nó triệt để hơn. Còn ở miền Nam mình á thì có đôi lúc là hơi xề xà rồi, coi thường rồi, thế này thế kia rồi, nó nhiều chuyện xảy ra. Chứ tôi thấy cái dịch này nó ở phía Bắc trước cho anh, trước Sài Gòn lại. Đúng rồi, Bắc Giang, Bắc Ninh đồ, nó trước Sài Gòn lại, nhưng mà họ ngăn chặn được liền. Mà nó xảy ra ngay trong các khu công nghiệp luôn, nhưng mà họ đã ngăn chặn được. Đó, và hiện tại là lúc ở Sài Gòn á thì đứng hết, các khu công nghiệp đóng cửa hết, thì ở ngoài Bắc họ vẫn hoạt động bình thường. Vâng, anh Phong nói rất là đúng. Tất cả những cái sự chỉ dẫn đưa ra bởi cơ quan y tế thế giới WHO, tất cả các nước đều biết hết, đều áp dụng y chang nhau, nhưng cái ý thức của người dân có chấp hành hay không, chúng tôi xin nhắc lại là dù ông nhà nước có đưa ra những cái biện pháp, xin thưa là copy, tức là nhái y chang như quốc gia Hoa Kỳ, các nước khác, mà người dân Việt Nam không chấp hành thì cũng chịu thua, thưa quý vị. Chẳng hạn tôi nói là có những cái vaccine như vaccine của Nga, của Cuba, của Trung Quốc, thì người dân ở miền Nam có những người không chịu chích, mà họ chờ là phải có vaccine của Mỹ, ngân hàng như vậy. Mà trong khi chờ, xin thưa quý vị, chẳng may mà bị nhiễm bệnh là sẽ qua đời. Chúng tôi ở đây không đùa, chẳng hạn như chúng tôi sẽ nhắc tới cái một cái người mà thân hữu của cá nhân tôi cũng quen biết rất nhiều năm, khi mà cô về đây trình diễn văn nghệ với những cái đêm văn nghệ với chúng tôi, đó là cô ca sĩ Phi Nhung, tức là cố ca sĩ Phi Nhung đó, thì chúng tôi rất lấy làm đau buồn và rất đáng tiếc, thưa quý vị. Là một cái người mà tôi nghĩ rằng đã từng sinh sống ở Hoa Kỳ cũng hiểu biết, nhưng mà chắc có lẽ là cái số trời như thế nào đó, cho nên là cô cứ do dự chích vaccine rồi hết cái này tới kia, cuối cùng là rất là nặng. Nói về cô ca sĩ Phi Nhung á, thì cô ấy là người sống, người ở thành phố Tampa. Đúng rồi. Trước đây, trước khi mà cô ấy làm ca sĩ là cô ấy sống ở Tampa. Đúng rồi. Tôi có những người bạn, thì họ nói là hồi xưa Phi Nhung là ở đây mà. Đúng. Họ đi chơi chung với nhau, rồi sau này cái phát hiện được cái giọng hát của cổ thì Thúy Nga mới đưa về. Đúng. Chứ hồi xa xưa á, trong cái thở mà còn niên thiếu á, thì cô Phi Nhung là ở ngay thành phố Tampa. Chính xác.
Cô Phi Nhung qua Mỹ năm 1989, sinh sống ở Tampa cho tới sau năm 1994 thưa quý vị. Năm 92 thì cô tình cờ gặp được ca sĩ Tracy Phương Trình. Thì nói về câu chuyện của cô ca sĩ Phi Nhung thì chúng tôi nhắc đến như là một cái bài học rất đau xót trong cái mùa đại dịch Covid-19 này. Thì anh Phong Nguyễn cũng vừa nhắc đến là cô Phi Nhung cũng đã từng sinh sống ở thành phố Tampa của anh Phong Nguyễn bây giờ. Thì để mà kết thúc về cái buổi nói chuyện về đại dịch Covid-19 ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ, thì anh Phong có muốn đúc kết gì không cho quý vị khán thính giả? Thì người ta đã nói là bây giờ ở Việt Nam hay có cái câu là phải chấp nhận sống chung với lũ. Thì lũ nó đến rồi nó phải đi thôi ha. Chứ không có thể nào là lũ hoài thì sao chịu sao nổi. Nhưng mà anh biết không, có lũ thì đôi lúc nó đem phù sa về. Nó cũng có cái tốt đấy. Trong cái nguy nó cũng có cái cơ. Cái cơ là như vậy. Ngay cả cái đồng bằng sông Cửu Long mà không có, anh cứ thử nghĩ đồng bằng sông Cửu Long mà không có lũ thì sao? Thì làm gì có những cái nguồn đạm, cái nguồn phân từ cái thượng nguồn đưa về phù sa, nên buộc phải sống chung với lũ, mà lũ nó đến rồi nó phải đi thôi, không phải còn tại hoài. Thì tôi tin tưởng là với cái khoa học bây giờ, thuốc men bây giờ hình như là Mỹ cũng chuẩn bị ra cái thuốc chữa nữa, thì đến một giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ khống chế được, nhờ có thuốc sẽ từ từ coi như là miễn dịch cộng đồng, sẽ tiến tới cái giai đoạn đó thôi. Thì lúc đó sẽ coi cái Covid này như một cái loại bệnh bình thường. Thì khi mà thuốc men đầy đủ rồi thì tất cả đều trở lại bình thường, thì các cái hoạt động kinh tế cũng trở lại bình thường, và tôi tin chắc là cái ngày ấy nó cũng không xa, và Việt Nam cũng không có ngoại lệ, cũng sau cái cơn dịch cũng bắt đầu tổ chức sản xuất lại. Thì trong cái nguy nó cũng có những cái cơ hội cho mình. Và cơ hội cho mình là gì? Là cái cơ hội cho Việt Nam là bây giờ gì, là một cái điểm đến đầu tư là khá là tốt cho các cái đầu tư nước ngoài. Hiện tại bây giờ nó vẫn thu hút cái đầu tư đó, có những vẫn thu hút qua dịch bệnh đi nữa, nhưng mà cái tầm nhìn của những cái nhà đầu tư họ có cái tầm nhìn nó rộng lớn lắm, nó xa lắm, chứ không phải đơn giản như người ta nghĩ là cái vô rồi hăm he bỏ chạy rồi vậy. Những cái thành phần mà hăm he như vừa rồi ông thủ tướng nói chuyện rất là hay đó, lợi nhuận thì hài hòa, khó khăn thì chia sẻ, rõ ràng anh đến với tôi với anh là hợp tác, khó khăn tôi với anh chung vai chứ. Không có lý do gì mà có lợi là anh hưởng, mà khó khăn là anh là đẩy cho tôi thì nó không đúng á. Nó không đúng, đây là một sự hợp tác giữa hai bên. Đó, thì khó khăn cùng nhau chia sẻ, nhưng mà họ cũng nhìn thấy điều đó. Đối với những cái doanh nghiệp lớn họ đầu tư vào Việt Nam, họ nhìn ở cái tầm chiến lược. Chỉ có ba cái doanh nghiệp lơm cơm nhỏ nhỏ đó, ăn sổi ở thì mình không bàn. Đúng rồi. Không bàn cái loại doanh nghiệp đó. Những cái doanh nghiệp lớn, thí dụ như Samsung, họ có những cái đầu tư chiến lược lâu dài. Họ nhìn ra vấn đề chỗ này cần đầu tư là đầu tư lâu dài, đầu tư lớn thì để thu hút đầu tư là mình thu hút những cái doanh nghiệp như vậy đó. Chứ ba cái doanh nghiệp lơm cơm đến rồi đi, cứ cho đi không sao cả, không ảnh hưởng. Thì tôi nghĩ là đến một thời gian, tôi nghĩ là có thể là năm 2022 thì kinh tế sẽ trở lại bình thường, và cái lượng đầu tư cho Việt Nam nó càng tăng lên đó. Vâng, để đúc kết cái phần buổi nói chuyện hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ là trong cái chuyến đi của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì đã có những cái hợp đồng, những cái ký kết lên tới 36 tỷ đô la, xin nói cho quý vị khán thính giả hiểu. Và đầu tư FDI, tức là Foreign Direct Investment ở Việt Nam vẫn tăng trưởng trên 19% thưa quý vị. Và chúng tôi cũng nói rằng, và đã đưa tin rất nhiều lần, là Hoa Kỳ cam kết cùng với Việt Nam và các nước sẽ thành công trong việc chống đại dịch Covid-19 này. Và phía Hoa Kỳ cũng đã viện trợ cho Việt Nam qua cái hệ thống COVAX là 9,5 triệu liều vaccine, thưa quý vị. Do đó chúng ta cũng thấy là ông Hoa Kỳ cũng biết cách gọi là làm ăn, biết cách gọi là chia sẻ vaccine với Việt Nam. Và cam kết là sẽ chiến thắng, thì chắc chắn là ông Hoa Kỳ nói mình phải tin ông anh Phong, đúng không? Tin chứ. Hoa Kỳ nói mà bây giờ mình không tin nữa thì không biết tin ai trên trái đất này nữa, đúng không? Khi người giàu nói, nó có trọng lượng anh. Khi người giàu nói là mình phải tin. Đúng vậy, khi người giàu nói là mình phải tin. Khi ông Hoa Kỳ nói thì mình không tin nhiều thì cũng tin ít.
Không, nhưng mà cứ tin đi, còn anh cái gì anh nghi anh cứ nghi, nhưng mà cái gì anh tin thì anh cứ tin, nó giai đoạn anh. Và chúng tôi nghĩ là bóng đen rồi cũng sẽ biến mất, bình minh thì cũng sẽ trở lại. Đúng rồi. Cuộc sống là bây giờ vậy nè, nó phải tiến lên, nó phải tiến lên. Không có lý do gì mà anh đi tới mà anh cứ quay đầu anh nhìn ngược lại, không đúng. Đúng rồi, anh phải nhìn đằng trước anh đi. Và cái đau buồn thì chắc chắn lúc nào cũng có, nhưng mà đau buồn rồi nó sẽ tới nó cái sẽ... giai đoạn hạnh phúc, nó sẽ tới cái giai không thể nào mà chưa, trên thế giới này chúng ta xin nói rõ là chưa có một đại dịch nào trên thế giới này hay một con virus nào mà xóa sổ một dân tộc nào hết, đúng không? Nó có gây thiệt hại, nó có gây ra đại dịch, nhưng mà nó không thể xóa sổ bất cứ một dân tộc nào trên thế giới này, xin thưa quý vị là như vậy. Do đó chúng tôi nói rằng qua cái câu chuyện này thì chia sẻ hai anh em là hy vọng một cách chắc chắn như anh Phong Nguyễn nói là năm 2022 thì sẽ bình thường trở lại và mọi người sẽ an tâm, coi như là phát triển về mọi mặt. Thì chương trình tới đây tạm chấm dứt, thì xin anh Phong Nguyễn chúc một lời đối với khán thính giả. Vâng, cũng hôm nay là một cái duyên tình cờ đến cái Washington DC thì nhớ tới luật sư Trịnh Viết Thiên, alo một tiếng, anh không ngờ anh biết ở Mỹ mà tự động alo mà gặp nhau đâu phải dễ, phải lấy hẹn chứ, phải không, phải hẹn hò, còn đâu hẹn gì hết, không hẹn gì hết, gọi đại gì hết, gọi đại thì gặp nhau, cái đó cũng là một cái duyên, anh thấy đúng không rồi, đó cũng là một cái duyên mà anh thấy rõ ràng tất cả mọi cái sự việc ở trên đời này nó đều có cái duyên của nó, anh chắc chắn nó có duyên của nó. Chắc ví dụ như ngày hôm nay tình cờ không báo trước vậy tự gọi có mặt, đúng rồi, cái đó là một cái duyên. Trái đất nó quay và nó vẫn tròn, và có duyên gặp nhau thì nó sẽ gặp nhau. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt, xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi, xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh, thành thật cảm ơn, xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.